Rồi xin chào anh em nha, hôm nay mình về được mấy cờ bộ câm đùm liền nha anh em, thắng đùm có, thắng đĩa có nha, với mâm zin 135, 150, dưới mình có hai cái bánh lẻ, bánh trước đĩa với bánh đùm nha anh em, thì anh em cần cái nào thì alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Thì mấy cái hàng này thì toàn là hàng nặng không, thì anh em cọc giùm mình 100 ngàn nha anh em, rồi mình mới gửi hàng nha. Nói chung hàng nặng thì cọc thì mình mới gửi hàng nha anh em, nói chung là tránh tình trạng bơm hàng nha anh em. Rồi bây giờ để mình quay chi tiết cho anh em xem những món đồ nha, hôm nay mình bán nha. Trước tiên là cặp câm đùm niền của hàng Full LED nha anh em, đúng cho cô chờ nha. Đát này đát đời 2019 nha anh em, đời mới giờ nha. Câm zin niền zin hết toàn bộ, cặp vỏ thì mới nha anh em, vỏ người ta mới thay nè, mới can luôn. Đó, vỏ Canada nha anh em, 275 nè, quá đẹp luôn, bao đẹp cho anh em luôn. Này giờ anh em vệ sinh ra nha, câm đùm niền thì còn sáng nè, Gucci 1.6. Nói chung là câm đùm vỏ đẹp hết, thì có vỏ gột luôn, giờ anh em chỉ việc lắp lên xe thôi. Má đùm nè, má đùm này còn mới lắm nè anh em, tại mình không có rửa nè. Đó, này đó, mình chùi ra mấy tôn nè, tại mình không có rửa, rửa nước cho nó chưa zin hết nha anh em, bao cho anh em là không cong không quảnh không lõm lưng. Đó, vỏ thì như mới, vỏ trước vỏ sau luôn, vỏ trước vỏ sau người ta cũng mới thay luôn. Cái này giờ anh em rửa ra nha, cái này cũng đẹp nè, tại mình nó dơ mình không có rửa thôi, mình để như vậy mình quay mình bán luôn, anh em về anh em rửa lại nha. Nói chung là toàn bộ là zin hết, cặp vỏ thì đẹp, vỏ máy thay Gucci 1.4, niền là bao cho anh em là không mục mọt nha, không mục mọt gì hết nha, niền là không bị mục mọt gì hết nha anh em, bao đẹp 1.4, đĩa bằng 4 lỗ nha anh em, cái này đĩa bằng 4 lỗ. Rồi cặp bánh này thì bán cho anh em với giá là 1.2 nha anh em, vỏ gột đầy đủ, câm đùm niền đẹp, thì bán cho anh em với giá là 1.2. Thì mấy cái này là tiền ship nó khoảng 80.000 nha anh em, mấy đồ cũ là mình không có bao ship nha anh em, thì tiền ship này khoảng 80.000 một bộ nha. Rồi cặp bánh 1.2, tiền ship 80. Rồi tới cặp bánh 2023 này nha anh em, đúng can luôn nè, cặp bánh này đúng dữ luôn, cọp luôn nè nha anh em, như mới, bộ này là y như mới luôn nha anh em. Đó, đá 2023 luôn. Đây, vỏ 2023, bao đẹp cho anh em luôn nè, đá trong 2023 luôn, cầm như mới nha anh em. Nói chung là bộ này y như mới luôn á, vỏ nè, vỏ quá càng. Đây, 1.4, đùm đẹp nè, nói chung là không lỗi lầm gì nha anh em. Vỏ này là vỏ trên xin luôn nữa nè, đó, vỏ trên xin thì xài nó bền hơn vỏ inu loại kia nha anh em, vỏ trên xin là xài rất là bền. Đá 2023 luôn, quá đẹp, bộ thắng nè, y như mới luôn. Nói chung cái này là anh em nào cần mua, mua bộ này về là đúng rẻ luôn nha nè, đầy đủ phụ kiện, vỏ gột đầy đủ, quá đẹp, bát thắng đồ đầy đủ luôn nè. Bánh trước là 1.4 nha anh em, bánh sau là 1.6 nè, bữa thắng còn dày luôn nè anh em, không có bị mòn luôn nè, toàn bộ là zin hết, bao đẹp luôn, đùm mới nè, cầm như mới luôn, niền cũng như mới luôn, vỏ thì zin theo xe nó luôn nha anh em. Đáp 2023 đây, 2023 quá đẹp, bao anh em là đẹp luôn nha, không có một mọt cong quểnh lỏng lưng gì hết, tại vì cái này là như mới, mua cặp bánh này được của người ta là y như mới luôn nha nè. Mặt bạn là không có dơ luôn nè, anh em thấy không, cái này là người ta mới có đi chắc rất là ít, quá đẹp, 1.6. Rồi cái cặp bánh này thì bán cho anh em có giá là 1.6 nha anh em, bán cho anh em có giá là 1.6, đầy đủ, tiền ship là 80.000 nữa nha anh em. Nói chung là cặp này là anh em mua về là chỉ việc lắp vô xe xài thôi, nó y như mới, vỏ gột là y như mới luôn nha anh em. Rồi bây giờ đã bây giờ tới cặp bánh mâm nha anh em, mâm 135 nè, hổng cũng có mấy anh hỏi nè mà không có, bữa nay mới có nha,
135. Bánh chớt này 1.6 nè. Zin hết rồi nè. Zin sạch đẹp. Không bị lỏng lưng nha anh em, không bị cong quển lỏng lưng gì hết. Bao cho anh em lên xe luôn. Mâm zin F 135 em cây. Rồi, bánh xào. Bánh xào thì nó có cái bạc đèn nha anh em. Cái bên này người ta đóng người ta xài lại rồi mà mình cũng bao cho anh em là không bị lỏng lưng nha. Cái xào cũng tương đối sạch đẹp nè. Bao cho anh em là công công không quẩn NK. Yamaha Việt Nam nha anh em. Cái này là đúng mâm zin của nó luôn nha anh em. Cái mâm này là đời 2013 nha anh em. Mâm zin 135 2013. Thì cặp mâm này mình bán cho anh em với giá là 700.000 nha anh em. Mâm zin 135 bán cho anh em với giá là 700.000. Anh em nào mua thì cứ việc alo mình nha. Rồi tới cặp mâm 150 đi, rồi mình mới quay cái mấy cái bánh lẻ cho anh em xem nha. Mâm 150 nè, nó có đĩa nè, đĩa thì cũng hơi mòn tí này nha anh em, vẫn xài được bình thường. Vỏ ok luôn nè, cái vỏ mới này nha anh em, vỏ mới ken luôn nè. Giờ anh em nào mua cái cặp bánh này giờ mình lấy vỏ mình xài luôn nè, vỏ còn ken lắm nha anh em. Bao đẹp nè, mặt đạn ống chỉ đều đầy đủ trong luôn nha anh em. Nói chung là cặp này là còn khá đẹp nha. Mâm này là khá đẹp nè, không bị chạy chùa gì luôn, không có dấu chạy luôn nha anh em. Ôi nó bự nè anh em, dòm nè, không có dấu chạy luôn nha. 150 không có dấu chạy gì hết. Bánh chớp cũng vậy luôn, bánh chớp cũng không có chạy nè anh em, không chạy, có cái đĩa luôn, mặt đạn không chỉ đầy đủ. Đây hai bên không chạy luôn nha anh em. Cặp mâm 150 này khá đẹp nha, không bị chạy chỗ gì hết. Vỏ thì ok, vỏ trước cũng còn ok luôn nè, vỏ cướp không chạy cui luôn. Giờ anh em chỉ việc rửa sạch sẽ rồi gáp vô thôi. Đó, quá đẹp, quá đẹp nha anh em. Nói chung là còn vậy là ken lắm nha anh em. Mâm ẹt mà nó không bị chạy chỗ gì hết. Rồi cặp mâm ẹt 150 này mình bán cho anh em với giá là 950.000 nha. 950.000, tiền ship 80.000 nha anh em. Ủa cái này nặng nè, cái này tiền ship 90.000 nha anh em, tại vì cặp này hơi nặng lắm. Rồi 950 tiền ship 90.000. Rồi tới phần bánh lẻ nha anh em. Sao mà tự nhiên nó lò ra hai cái bánh lẻ. Thì anh em quay mình bán cho anh em luôn. Bánh trước Goshi 1.4, hàng tháo xe nha anh em, hàng tháo xe như mới nha, vỏ ruột như mà tâm đường như mới, đát 2023 nha anh em, 2023 đẹp hết, hàng nó chỉ được đầy đủ. Tiền bán cho anh em với giá cái bánh này là với giá là 500.000 nha anh em. Một cái bánh này bán cho anh em với giá là 500.000 thì mình bao ship cho anh em luôn, 500.000 bao ship. Nó xài máy nhỏ nha anh em, bánh này là xài máy nhỏ nha, 1.4 máy nhỏ. Rồi tới cái bánh trước đĩa bằng, bánh trước đĩa bằng cũng hàng tháo xe y như mới nha anh em, không lỗi lầm gì hết nha. Này là người ta tháo xe người ta lên đĩa nè, lên bánh mâm nè, người ta dư ra nè, không biết sao mà lẻ ăn cái nữa. 1.4 trăm niền đẹp hết nha. Đó, thì mới thì bán cho anh em cái giá là cái bánh trăm này với giá là 700.000 bao ship, 700.000 cái bánh trước nha anh em, bao ship nha, thẳng đẻ. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Nam nào có mua hàng thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.